vọng xuân mới. Nó cũng thuộc hàng đột biến. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái giống mới nữa nha các bạn. Đây là sung Mỹ, mà sung Mỹ cẩm thạch nha các bạn. Sung Mỹ cẩm thạch nó có trái màu cẩm thạch rất là đẹp. Này, nó có nhiều sọc trắng xanh rất là đẹp nha. Ngoài cái hương vị ăn thơm ngon ra thì nó làm cảnh trang trí trong viên chậu rất là phù hợp. Cây nhỏ gọn có thể để ở ban công ở trước nhà cũng được. Sung Mỹ này là cũng dễ trồng, dễ chăm sóc, dễ đầu trái, nó cũng dễ đầu trái như sung Mỹ thường thôi. Nhưng được cái là màu sắc của nó sặc sỡ hơn, đẹp hơn. Hàm lượng ngọt của nó cũng ngọt hơn một chút xíu. Và nó có cái mùi thơm đặc trưng của cái loại sung Mỹ này. Sung Mỹ cẩm thạch này nó thơm hơn cái sung Mỹ thường một chút xíu. Rất là ngon. Này. Cái này nó còn lớn nữa các bạn, chưa chín đâu. Vài bữa nữa nó còn lớn nữa này. Khoảng cỡ 2 tuần nữa là nó chín, nó sẽ to hơn, đẹp hơn. Sung Mỹ tại nhà vườn Khánh Võ nha các bạn. Mình làm song hành quận 12 thành phố Hồ Chí Minh.